Từ thị trấn Mỹ Luông qua cầu Tấn Mỹ để sang Cù Lao Chiêng, đi dọc theo sông Tiền ngược lên phía bắc đến nhà thờ Cồn Tiên. Nhà thờ Cồn Trên đi vào khoảng 300 mét phía bờ sông. Nhà thờ Cồn Trên nằm ở phía bắc phần đầu của Cù Lao Chiêng, nằm ở gần ngã ba sông, nơi dòng Mekong chia làm hai nhánh, một nhánh chảy về hướng đông còn gọi là sông Mekong và nhánh nhỏ xuôi về hướng nam và đông nam gọi là sông Tiền. Nhà thờ Đức Bà Cồn Trên thuộc giáo phận Long Xuyên. Được gọi là nhà thờ Đức Bà Cồn Trên bởi vì nhà thờ giáo xứ Cồn Trên đặt nặng chức năng mẹ chung của mẹ Maria và làm sáng danh việc viếng Đức Bà từ năm 1955. Nhiều người đến đây cầu xin và đã được mẹ chuyển cầu ban ơn như ý. Lịch sử hình thành năm 1890, có mấy gia đình công giáo sống giữa những người ngoại giáo trên Cồn Bà Sang, sau đổi thành Cồn Trên. Năm 1900, dựng nhà thờ lá vì nạn đất lở, giáo dân phải phân tán đi nơi khác, còn nhà thờ thì phải rời, lui vào trong. Vào năm 1963, một nhà thờ mới khang trang, nhận Thánh Anton Padua làm bổn mạng. Nhưng sau 15 năm, nhà thờ cũng đã bị lở. Và ngôi nhà thờ này được xây dựng vào năm 1978. Đây là ngôi nhà thờ nhỏ bé được xây dựng sau đó. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1978 và vào năm 2010 được sửa thành phòng giáo lý, phòng tĩnh nguyện và phòng tiếp tân. Đến năm 2007 bắt đầu xây dựng ngôi nhà thờ mới, ngôi nhà thờ mà trước mắt chúng ta đang thấy. Và ngày 19 tháng 6 2008, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu đã chủ sự lễ khánh thành nhà thờ mới này. Và trước nhà thờ có đài Đức Mẹ. Mặt trước của nhà thờ có đài Đức Mẹ khá hoành tráng, một nhà thiền chế khá rộng lớn. Trước mặt nhà thờ phía xa xa, cách khoảng vài chục mét là sông Tiền. Trong nhà tiền chế trước đài Đức Mẹ chứa rất nhiều ghế ngồi để cho mọi người từ xa đến đây để cầu nguyện với mẹ. Thank you.
xứ ở đây thuộc dòng Francisco. Coi sóc giáo xứ này. Là mé sân bên trái của nhà thờ. Đây có lẽ là những mộ phần của giáo dân ở nơi đây. Được xây theo kiểu lối kiến trúc Á Đông, đơn giản. Phía bên phải của nhà thờ. Dưới tháp chuông là tượng đài của Thánh Anton.
Cảm ơn các bạn đã đến xem video này của chúng tôi. Xin nhớ đăng ký và like để ủng hộ tinh thần chúng tôi nhé. Và nhớ tiếp xem các video kế tiếp của chúng tôi. Nhìn ra bờ sông, và hàng rào này là bao bọc khuôn viên của nhà thờ. Vì nhà thờ nằm sát bờ sông nên dễ bị sụt lở. Và đây cũng như gần như là ngã ba sông. Cảm ơn các bạn đã xem video một lần đến phía nhà thờ Cồn Trên. Xin chào tạm biệt.